phải theo nhà Long An thì các đội còn lại không có cái mục tiêu rõ ràng trong đoạn giá hàng ngàn để năm sau. Thế thì hiện nay mình đã tìm là Long An đang có một cái không tốt ở trên mạng sân hàng. Trước cái đó này thì Long An thì sẽ làm sao để từ điều 13 điểm Long An đã đi đó. Sơn được cản đặt ở sân. Giờ thì đấu là tiếp tục. Thời gian của một hoàn toàn 5 phút thôi. Lúc này hai đội đang làm quen nhau một đường. Sơn không thể thi đấu sân được rồi. Và trước khi đặt của Pháp, tôi nhận thấy là phía bên này của sân đội theo sân tiền của ta của đường văn vinh là sân đội này là văn vinh đến theo sân đội thì cho sân đây là lần tiền đầu tiên của hiện nay cũng là
Số 3 không đều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.